Một trong những nội dung được Ban chỉ đạo đặc biệt quan tâm và đưa ra thảo luận trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay, đó là phải quyết liệt ngăn chặn tình trạng dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, cần phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, đẩy nhanh việc rà soát các trường hợp nghi ngờ để tiến hành xét nghiệm nhanh để phân loại, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời cần đảm bảo đầy đủ trang thiết bị nhu yếu phẩm, thuốc men cho công tác điều trị trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cho biết đến thời điểm này đã đảm bảo được các bộ kit xét nghiệm nhanh có thể thực hiện và cho kết quả nhanh chỉ sau 7 ngày nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngành y tế yêu cầu công tác lấy mẫu xét nghiệm đối với các khu cách ly tập trung cũng cần phải thực hiện ngay để sớm phát hiện và cách ly ca bệnh. Hiện nay là theo những cái chỉ đạo của chúng tôi thì chúng tôi đề nghị đối với tất cả những người nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua phải được rà soát lại và cách ly tại nhà, và trong trường hợp cần thiết thì có thể cách ly tại những cái cơ sở tập trung và tiến hành lấy mẫu để làm xét nghiệm. Các quân khu chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế để tiến hành lấy mẫu ngay xét nghiệm đối với tất cả những cái trường hợp ở trong những khu cách ly tập trung. Nếu trong trường hợp mà không đảm bảo được năng lực thì phải phối hợp với cơ quan y tế lấy mẫu ngay để làm xét nghiệm để sàng lọc sớm cho cái chuyện này. Tất cả những người nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua, kể cả trong khu cách ly và không phải là khu cách ly, thì đều phải được làm xét nghiệm. Ban chỉ đạo cũng thảo luận một số nội dung liên quan đến việc đảm bảo trang thiết bị bảo hộ, thuốc men, test kit xét nghiệm, máy móc, vật tư y tế và kinh phí để phục vụ công tác phòng chống dịch trong toàn quốc, đặc biệt là khi số ca tăng nhanh trong một vài ngày tới. Ngành y tế cũng cho biết hiện đã huy động và đảm bảo thuốc men điều trị tại các cơ sở y tế. Cho đến bây giờ thì gần hết các địa phương trong cả nước cũng đã có trung tâm kiểm soát bệnh tật, có phòng xét nghiệm đầy đủ các tiêu chuẩn. Trong thời gian tới, khi mà cái việc xét nghiệm được triển khai một cách rộng rãi và đại trà hơn thì ngành y tế cũng đã hoàn toàn sẵn sàng đầy đủ các cái hóa chất để xét nghiệm. Thì tất cả các cơ sở y tế hiện giờ thì không có tình trạng thiếu thuốc, và đối với những loại thuốc mới hiện giờ thế giới đang áp dụng như là cái thuốc hydroxychloroquine gần đây mà Hoa Kỳ và Pháp cũng đã có những cái nghiên cứu để áp dụng, thì Việt Nam cũng hoàn toàn sẵn sàng để có thể cung cấp khi mà chúng ta có những thử nghiệm lâm sàng đã được hoàn tất. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế cần khẩn trương hướng dẫn tạo điều kiện cho các địa phương sử dụng bộ kit xét nghiệm để đẩy nhanh tiến độ sàng lọc ca bệnh. Trước phản ánh có tình trạng tiếp tế tại các khu cách ly tập trung, Ban chỉ đạo khẳng định yêu cầu và mục đích cao nhất của cách ly tập trung là đảm bảo an toàn cho người được cách ly và đặc biệt là cho cộng đồng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương phải quyết liệt ngăn chặn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, xác định đầy đủ các trường hợp đã nhập cảnh từ nước ngoài vào, những người tiếp xúc gần để có biện pháp cách ly và theo dõi y tế phù hợp. Rõ ràng những ngày gần đây là trong số những người về nước là cái tỷ lệ nhiễm bệnh ngay từ trên máy bay, có nghĩa là nhiễm bệnh từ bên kia đã rất nhiều. Cách ly thật tốt và đảm bảo là không nghiêm ngặt để không lây nhiễm. Hiện nay, Ban chỉ đạo là yêu cầu là cấp ủy chính quyền chỉ đạo sát sao chính quyền cơ sở với nòng cốt là công an và y tế thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để nhất thiết phải được nhận diện đầy đủ các đối tượng đã nhập cảnh từ nước ngoài vào, những người tiếp xúc gần, và yêu cầu phải có biện pháp cách ly và theo dõi y tế phù hợp, và giao cho các cấp chính quyền thực hiện việc này phải hoàn thành trên phạm vi toàn quốc là trước 12 giờ trưa ngày thứ tư. Ban chỉ đạo cũng cho biết hiện Việt Nam có tổng cộng 52.700 người về từ vùng dịch và tiếp xúc gần đang được cách ly, trong đó có hơn 1.376 người cách ly tập trung tại các bệnh viện. Về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, hiện có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực, 8 bệnh nhân có tiến triển nặng hơn trước, các bệnh nhân khác sức khỏe ổn định, trong đó có 18 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1.